Rồi, xin chào anh em nha. Thì bài hôm nay á, thì mình xin hướng dẫn anh em về cái kho thép và cái khoang thép để làm như thế nào và nó tối ưu hóa như thế nào á. Thì cũng khá nhiều anh em là thắc mắc cái phần này, thì mình cũng xin làm video hướng dẫn anh em về cái phần cái tổ hợp thép này. Mục đích của mình để tổ hợp ra để làm gì, có nghĩa là mô tả cái phần cắt thép. Ví dụ như cái cây 3.900 cộng cho 7.800 ra 1.700 đó, thì nó sẽ ra được cây nguyên, thì nó sẽ mô tả phần cắt thép là hôm nay đó. Kho thép đây là cái kho thép, là có nghĩa là cái kho thép đã cắt lẻ cần tận dụng, có nghĩa kho thép này nó sẽ nhập tự động từ cái phần tổ hợp thép này qua. Thì chính cái bài hôm nay mình sẽ hướng dẫn anh em về cái phần này. Rồi, đầu tiên thì cái phần về cái phần dầm á, là mình đã nhập sẵn một cái cây dầm như thế này. Và bây giờ mình sẽ tiến hành vẽ bình thường nha. Rồi bây giờ mình sẽ vẽ một cái cây dầm VDF nè. À. Rồi xong anh em cứ cắt thép bình thường nha, cứ cắt thép bình thường nè. Đó. Rồi ở đây nó báo các bạn đó là bạn đã chọn 13 vùng cho phép cắt thép, thì các bạn có bấm OK ha. Rồi ở đây thì là nó sẽ cái phần này anh em lưu ý nè, bạn có muốn kata xuất tổ hợp các thép vừa cắt không, thì các anh em phải bấm Z nha. Đối với các anh em muốn tận dụng thép dư á, thì anh em phải bấm Z, còn No thì mình không quan tâm tới cái phần thép dư. Đó. Rồi mình sẽ bấm Z ha. Đó. Rồi sau khi anh em bấm Z á, là anh em sẽ thấy được những cái đường màu vàng vàng này ha. Đây là những cái đường mà nó liên kết để tạo ra được một cái nguồn hàng 7 ha. Mình sẽ giả sử nè, rồi 7450 nè cộng cho 4250 nè, thì nó phải ra cái nguồn hàng 7 không các anh em? Đó. Anh em mình sẽ bấm bấm kinh chung thôi lỡ rồi, tại vì cái test này đang nhỏ nên mình chưa chỉnh trong này. Đây đó, anh em sẽ nhìn thấy nè, 7450 cộng với 4250 thì nó ra được cây 1.700 thôi. Tương tự cây 5.200 nè với 6.500 nè là 11.700, là anh em có thấy nó đang tối ưu hóa cho mình không đó, ra cộng ra được cây 1.700 luôn mà mình không cần phải đi tính lại nữa đó. Rồi cây là cây 58.500 nè, nó sẽ chéo qua cây này là 3.200 là 11.700 luôn, anh em thấy không? Nó tận dụng thế cho mình và nó tối ưu hóa thế cho mình ra 1.700. Thì đó là lý do vì sao mà cái phần mềm Data Pro này là nó đang rất là hot trên thị trường. Mình nói thẳng ra là không có thằng nào vượt qua khỏi thằng Data này đó, mình khẳng định một câu là vậy luôn. Rồi thằng này tương tự là 1640 cộng cho 4550 nè, cộng thêm một cây này nữa đây đó, ba cây này cộng lại 1.700 rồi 9.001 nè, nó chéo lên đây là 2.600 là 1.700 đó. Thì anh em sẽ xóa highlight đi ha, và mình sẽ qua cái phần tổ hợp thép. Đó thì ở đây anh thấy không, là 9.001 nè cộng 2.600 như nãy mình nói, là anh em thấy không, 7.300 cộng 4.400 nè. À, thì đây là bảng sau khi nó cộng ra ha, thì đây là bảng thống kê cốt thép đang chờ kết hợp, đây là những cái cây dư của cái dòng đang chờ kết hợp này đó. Rồi bây giờ mình sẽ bắt đầu mình vẽ tiếp cái dòng thứ hai cho anh em thấy. Đây là mình sẽ chọn vào thành dòng thứ hai ha, và mình không phải là cái dòng có kích thước này nữa, mà mình sẽ chỉ đổi ha, mình đổi mình thêm mình đổi cái này thành 6.000 đi, cái này thành 7.000 đi, đổi nhịp ha. Đó, rồi bây giờ mình sẽ vẽ tiếp nè, vẽ tiếp. Rồi mình bấm này, rồi tiếp tục anh em sẽ bấm lệnh cắt thép tiếp nè. Rồi cũng vậy luôn nha, anh em bấm Z nha để nó tổ hợp nè. Đó đây, anh em biết vì sao có đường màu xanh xanh này không, à màu vàng vàng này, và nó chéo qua bên này không, có nghĩa là nó đang tận dụng những cái cây thép dư của thằng này bê qua. Ví dụ mình đang nói cây 350 ha, trong cái phần tổ hợp thép của mình nè, hồi nãy á, hồi nãy mình chưa chụp lại cây 3550 này, nó sẽ kết hợp với cái cây 3800 này và cộng kết hợp thêm hai cây này nữa nè, đó là sẽ được 11.700 ha anh em ha. Ví dụ như 7.800 nè cộng với cây này là được 11.600 nè, tương đối là 11.700. Cây 3450 nè cộng với 3.800 và cộng thêm cái cây 3.500 này, 3.50 này nữa, đó là nó sẽ cũng tương đối ra được cây 1.700 anh em nha. Đó
Rồi, những cái dấu chéo bằng xanh xanh thì nó nè. 2390 cộng cho 3600 thì mình nói vậy là 6000 ha. Cộng cho cái này là tương đối ra vừa 7 luôn nè. Mình cộng thử ha. Rồi 5640 nè. Cộng cho 3650. Đó. Cộng cho 2390. Đó, 1680 tương đối 1700 nó dư 2 phân thì nó ví dụ như 2 phân thì nó lấy cái cây này cắt thêm 2 phân luôn. Và ra tới cây 2410 ha. Tương tự vậy nè. Cái cây 5640 nè. Cộng cho cái cây 6040 nè, lại ra 11700. Đó. Rồi 8200 nè, cộng cho 3500 nè, đó. Cắt tương đối cạnh thép anh em ha. Rồi, bây giờ mình sẽ hướng dẫn em về thao thép. Thì trước khi là với khoa thép mình sẽ vẽ tương đối một cái dầm khoảng thêm ba cái dầm nữa cho nó dày da, cho nó nhiều thép tí nha, để anh em thấy được cái sự tận dụng của nó. Bây giờ mình sẽ đổi thành dầm D3 đó. Bây giờ mình sẽ đổi nhịp nữa, mình xóa bớt cái nhịp này đi ha. Và bây giờ mình sẽ đổi thành này là 8000 này, này thành 7000 ha. Nhịp nó dày dài tí. Rồi EDS này mình đang giả sử nha. Mình sẽ vẽ thêm hai cái dầm nữa cho anh em. Rồi cắt thép. Anh em muốn tận dụng thì anh em phải bấm Z cái phần cái khâu mà nó bảo ra, nó hỏi anh em có tổ hợp không. Đó này, tổ hợp nè. Đó, tự nhiên nó chịu qua đây ha. Đó đang tận dụng đấy. Rồi tương tự nè. Lưu 4. Giờ mình sẽ chọn cái này thành 5.000. Này 5.500. Cái này thành 7.000. Tiếp tục này, về tiếp này. Mình sẽ vẽ bốn cái dầm nhá, có dầm dài này tương đối nó cũng nhiều thép rồi đó. Bây giờ anh em sẽ lãnh lệnh cắt thép này. Nhất này rồi. Đó, sau khi anh em bấm Z xong hết thì mình cho bắt đầu qua phần tổ hợp thép này. Thì anh em lưu ý nè, đây là cái phần mô tả cắt thép. Thì khi mà anh em vẽ ra là anh em bấm lệnh Z là nó sẽ quy ra được cái phần mô tả cắt thép này nè, và nó sẽ cộng làm sao đủ cây 1700 đây anh em nhé, chiều dài nè. Và cái phần này nè, đây là chiều dài nguyên cây nhá. Và cái cây này cái đoạn thừa này đoạn số 0, đoạn số 0 là chính là đoạn bằng đoạn này trừ đoạn này nè. Đó thì ví dụ cái 3,5 nè, thì 11.700 trừ cho cái con số tổng của thằng này ra thì sẽ ra được 3,5. Tương tự này vậy, 1.200 nè, nó 11.700 trừ 10.500 ra 1.200 này, thì đây những cái cây dư ha, đoạn thừa này. Đó, tương đối cái đoạn thừa 3,5 với lại 5,5 này thì có thể dùng làm cây tắt lớp 100 này coi như vất nha. 28 bằng nhiều cây tắt lớp này. Tắt lớp anh hiểu tắt lớp còn có nghĩa là hai cái thép nó muốn rời nhau thì anh em phải có một cái cây tắt lớp để liên kết lại với nhau. Đó. Còn D1, D2, D3, D4 á, thì đây là những cái cây mà nó ghi rõ này, bảng thống kê cốt thép chờ kết hợp. Thì đây là những cái cây có chiều dài là lớn nè và số lượng nè. Thì cái cây này đang chờ kết hợp và đường kính nè. Đó, thì đối với anh em đang vẽ mà về vẽ mà tận dụng thép á thì các bạn là phải chống trơn nha. Thì để mà chống trơn nên bấm là bấm delete data trước khi vẽ, nó bấm delete data nè. Xong rồi anh em nhập vô, anh em vẽ bình thường. Và bây giờ tới cái bảng, bây giờ là tới cái bước thứ hai nè, cập nhập bản cắt thép này. Đó. Thì đây là thép thành phẩm nè, là cái thép mà bạn đã cắt ra rồi. Và cái thép này chính là nằm trong cái bản này nè. Đó, thép thành phẩm nha, thép đã ra rồi nha. Rồi còn cái này là chính là cái đoạn thừa. Đoạn thừa nó cũng tương đương với giống cái bản bên này thôi nên nhá. Giống bản này. Rồi, đoạn thừa đây. Hai phân gì nó cũng không ảnh hưởng gì mấy, đó chủ yếu là những cái thép lớn như thế này nè. Rồi. Thì sau khi anh em bấm vô á phần cập nhật bản kho thép thì bây giờ mình sẽ cập nhật tới sheet kho thép. Cái kho thép này rất quan trọng nha, anh em bấm sheet kho thép này. Thì khi mà anh em bấm kho thép á thì cái số lượng này mình sẽ giải thích như sau. Cái cây 1700 nó để là 226, chính là cái tổng số lượng cây mình đã dùng để cho bốn cái dầm đó, từ dầm D1 đến dầm D4 là dùng 11.700 với tổng số lượng là 226 cây. Và đây chính là những cái đoạn thừa này. Rồi anh em lưu ý để tận dụng được thép
thì anh em nên vẽ 50% số lượng dầm trên một mặt bằng. Có nghĩa là sao? Ví dụ như trên mặt bằng có 40 cây dầm thì anh em vẽ tổng số lượng là 20 cây dầm cho mình, và nó tới cứ cộng dồn trong phần có thép này, tổng hợp thép này và trong cái phần có thép phải cộng dồn 20 cây dầm đó. Sau khi anh em đã vẽ xong 20 cây dầm á thì bắt đầu mình mới bắt đầu tiến hành đó, anh em sẽ bắt đầu anh em tiến hành cập nhật sheet thép này. Thì qua đây là số lượng thép dư, thép cần tận dụng của 20 cái cây dầm mình đã vẽ. Bây giờ mình sẽ vẽ tiếp tục 20 cây dầm đó, và mình lưu ý với anh em nên vẽ những cái dầm ngắn trước. Vì sao? Những cái dầm ngắn là nó thép nó cắt ra rất là lẻ, nó lẻ là thứ nhất. Ví dụ như cần một cái dầm mà 6 mét, anh em cắt cái cây 6 mét, còn như cây 5 mét 7 anh em đâu tận dụng được cái gì đâu. Đó, anh em cứ vẽ toàn bộ những cái dầm ngắn trước, và cái dầm dài mình sẽ bắt đầu vẽ, và mình vẽ để mình mục đích của mình là tận dụng cái con thép này đó, anh em hiểu không? Rồi bây giờ mình sẽ tiến hành vẽ một cái dầm. Ví dụ mình giả sử mình đã vẽ xong 20 cái dầm rồi, mình sẽ vẽ cái dầm thứ 21 ha. Thì bây giờ là dầm D5 nè. Rồi bây giờ mình sẽ vẽ một cái nhịp lớn hơn tí là 5.000, 5.000 đây, 6.000 đi ha. Rồi 400 nè. Rồi, ở đây mình sẽ cho thành một cái nhịp 8 mét, 7 mét. Đó, lớn tí nha. Rồi bây giờ mình bắt đầu mình vẽ này. VDS nè, dầm D5 là dầm tận dụng của những cái thép dư này. Rồi, anh em sẽ bấm lệnh cắt thép bình thường nha. Rồi, bạn có muốn cắt ta không? Thì anh em cứ bấm Z bình thường nha. Rồi, anh em thấy không? Nó chồng chéo nhau nè. À, và hai cái cây này, ví dụ như mình nói giả sử cây 8.150 nè, nó sẽ tận dụng được với cây 3.550 ra cây 1.700 chính xác luôn nè. À, rồi, bây giờ là cái cây 3.150 này, nó sẽ tận dụng được với cái cây 8.500 này, thấy không? À, 3.150 tương đương với 3.200 đó, 8.500 với 3.200 là 11.700 đó. Đó. Thì ở đây nè, anh em nhìn thấy nè, mình mở cái kho thép ra ha. Ở đây mình sẽ soi từng cây nha, để coi nó có tận dụng không nghe. Rồi cây 5.850 là chẵn mình cũng nói nè, 11.700 chẵn nè, 7.900. À, mình sẽ coi kho thép này có 7.900 không? Không có anh em nha. 9.200 nè. 9.200 cũng không có luôn. Rồi 7.300 này không có luôn anh em nha. Tại vì khi mà anh em vẽ là đang tận dụng những cái thép dư 6410 nè. Rồi không có luôn. Rồi 7.530 tận dụng này, cái này tận dụng rồi nè, 1.470 nè, 6.650 là có rồi nè, 7.300, 7.300. Rồi 8.500, 9.060 có hết rồi nè. Những cây này đều tận dụng hết nha anh em nha. Có tận dụng hết nè. Vì sao những cây này lẻ là khi mà nó đã tận dụng tối ưu hóa, tận dụng hết rồi á, thì nó sẽ không còn tận dụng trong những cái dầm này nữa. Và bây giờ mình tiếp tục vẽ một cái dầm tiếp theo nè, cũng như vậy luôn, sẽ đổi thành tên một cái dầm D6 ha, D7 đó, VDS nè. Khi anh em vẽ là nó sẽ tận dụng hết tất cả những cái thép dư bên bên những cái dầm kia vào nhé, anh em yên tâm về cái phần tối ưu hóa thép của nó. Đây, cắt thép bình thường này. Đối với cái dầm này thì nó đang giống nhau anh em nhé, để mình xóa đi, mình vẽ lại cái nhịp nó khác nhau tí. Chiều đây là nhau 6 mét đi ha, 5.500, đây là 6.000, đây là 4.000.
Rồi nên cắt thiết bình thường nha. Thì đây nè, đó anh nên thấy không, từ từ hầu như là nó sẽ tận dụng nhá, và nó sẽ tưới trong một cái dầm luôn. Đây đó, đây là những cái đường nó đang tận dụng tiếp cũ nè đó. Ví dụ giờ mình sẽ soi thử từng cây nha, hầu như là không có thép dư, tại vì nó tận dụng trong một cái dầm như thế này rồi, một tá trời đường màu vàng như thế này à. Đó tá trời luôn. Rồi 3.4350 nè, 3.000 có thể lấy cây này được nè anh em nhé. Đó cây 4.350 nè, 4.450 nè đó, gần như nó sẽ tận dụng lại nha nha nha, nó tương đối thôi chứ không phải là nó tận dụng hoàn toàn nhé. 7.400 với 6.340 nè, 7.400 không nói nha, 6.340 nè không có nè anh em nhé. Đó 5.300 nè, 5.300 nè, 5.300 đây nha, lấy cái này nha anh em nha. Đó. Tương đối thôi nha anh em nha. Đó. Rồi. Đó, đây là một cái cách tổ hợp mà khi mà anh em vẽ dầm song song anh em sẽ tận dụng lại những cái cây cũ. Rồi cái tiếp theo mình muốn hướng dẫn anh em á là cái tổ hợp thép. Tức là khi mà anh em đã vẽ, anh em không có vẫn chưa biết về cái tổ hợp thép này, anh em vẽ bình thường á, và anh em không bấm lệnh Z khi mà nó kêu tổ hợp thép á, anh em bấm không bấm lệnh Z mà anh em bấm lệnh No á, thì bây giờ mình sẽ hướng dẫn anh em tổ hợp thép ha. Rồi bây giờ anh em sẽ xóa đi ha, delete nè, cập nhật nè, cập nhật nè, xóa hết toàn bộ này đi. Đó. Xóa hết nha anh em nhé. Đó. Rồi bây giờ mình sẽ bắt đầu tổ hợp 5 cái dầm đầu tiên để mình vẽ tiếp, thì anh em sẽ đánh lệnh tổ hợp. Đó. Thì cái tay sẽ bỏ qua cái thanh thép có đường kính nhỏ hơn 10. Vì sao sẽ bỏ qua đường kính nhỏ hơn 10? Tại vì đường kính nhỏ hơn 10 thông thường là sẽ là đai. Và đai thì không bao giờ nó sẽ hao hụt nha anh em nha. Thông thường á, đai là phi 8 hoặc phi 6 là thép cuộn mà. Em cứ nó là thép cuộn thì khi mà nó duỗi ra nó gia công thì nó gia công tới bao nhiêu thì nó kết thúc hết bao nhiêu cái cuộn nó thôi, chứ nó không dư. Đó, thì nó sẽ bỏ qua, anh em bấm ok. Khi anh em bấm lệnh thống kê thép, tổ hợp thép thì nó sẽ ra nha anh em nha, anh em chờ xíu. À, anh em chờ xíu nha, tổ hợp hơi lâu á, tổ hợp đây mà, đó là tổ hợp này. Thế về cái phần tổ hợp hơi nặng chút xíu, anh em chờ chút xíu ha. Rồi anh em chờ xíu. Rồi sau khi tổ hợp xong này, đây đó, đây là những cái đường chéo bằng vàng là đường tổ hợp thép nhé. Tổ hợp thép này nó tận dụng cái cũng khá là nhiều anh em nhé. Rồi bây giờ anh em sẽ cập nhật, mình sẽ bấm vô cái phần mà cập nhật bản cắt thép này. Nè anh em thấy thép dư cũng đâu cũng nhiều lắm đâu anh em ha, vẽ năm cái dầm dài như thế mà bằng đâu cũng có dư nhiều đâu. Rồi bây giờ tập cập nhật sheet kho thép này, bây giờ kho thép ha, đây là những cái thép dư của anh em này đó. Thì bây giờ mình bắt đầu mình vẽ một cái dầm mới là dầm D6 và vẫn là kích thước như thế này đó. Bây giờ mình sẽ vẽ ha để coi nó có tận dụng lại thép không nha, và để mình coi thử là chỉnh lại nhịp một tí. Ví dụ mình cho 3.000 đi, nhịp dài quá thì nó sẽ khó tối ưu lắm, gần như là nó chẳng thép hết. Đang muốn chứng minh cho anh em nó sẽ tối ưu hóa thép nha. Rồi
Người đến nè. Đây, nem cắt hết đường nha. Thì khi mà anh em tận dụng thép á thì anh em không đánh lệnh tổ hợp nữa nha. Đây, nếu anh là tổ xuất tổ hợp với thép không ạ, anh em bấm nô ha. Rồi bây giờ mình sẽ soi nè. 5 8 60 nè. Đi soi từng cây nè. Rồi không có. 9400 nè. Rồi không có luôn. 67 67 50 nè. À, không có luôn em nha. 3060 này. 3060. Thì nên có thể là sẽ lấy cái này nha. Đó. Rồi. Về cây 4600 nè. Nè 4600. 5410. Không có anh em nha. Nó đang tận dụng trong cái dầm rồi. 8010 với 9001 nè. Đây, lại 8010 lấy cái này nha anh em nha. 9001 nè. 9001 thì không có. 17000. Đó. Thì cái cây 6750 này nó có thể tận dụng được cái cây 7000 này nha anh em nha. 7300 này. Đó. Thì đây là những cái phần tổ hợp thép ha. Thì mình sẽ vẽ một cái cây dầm D7 tiếp nè. Anh em bỏ cái phần gia cường này ha. Đó. Rồi bây giờ mình sẽ vẽ dầm shop nè. Thực ra khi anh em đã vẽ như thế này đã tận dụng những cái thép dầm cũ của bên này qua rồi nhé anh em nha. Rồi bấm viết nè. Rồi bây giờ mình sẽ đi từng cây nè. Cái này chẳng không nói ha. 2500 nè. Đây 2500 luôn, tận dụng nha anh em nhé. Đó. Nó tận dụng là khi nào mà không có cái thép gia cường trong này thì nó mới tận dụng được. Tại vì nếu mà vẽ thép gia cường này là những cái cây thép này nó sẽ cắt và nó sẽ phối hợp với cây gia cường này. Đó. Bây giờ mình sẽ coi những cây tiếp nè. Cái này chẳng không nói ha. 3700 với 8000 là 11700 nè. 5850 không nói nha, 1400 không nói nè. 9810. Không có anh em ha. Rồi tới cây 8560 nè. Là 8560. Thì cái cây này 8050 nè, anh em có thể kéo về một chút xíu. Đó, để nó thành cây 8050 ha. Đây, cây 8050 nè, nó sẽ tận dụng được thôi nha anh em nha. Đó, đây mình đã chứng minh được cái cây này là 2500 nè. Nó sẽ tận dụng lại nha. 2500 đây. Đây nè, 6 cây nè. Đó. Rồi thì đây và hôm nay mình xin hướng dẫn anh em như vậy, anh em sẽ về, anh em sẽ cố gắng luyện tập, anh em nâng cao kỹ năng mình nha. Xin chào anh em.